Ra mắt công chúng từ tháng 6 năm 2024, sau 2 tháng hoạt động, Trung tâm Giáo dục Cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc phòng PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đón nhận hơn 2.000 học sinh, trong đó có 100 học sinh từ Hàn Quốc và các đoàn nước ngoài, cũng như các sở ban ngành, doanh nghiệp đăng ký tham gia vào dịp cuối tuần. Trung tâm được xây dựng với nhiều trang thiết bị hiện đại cùng các hoạt động trải nghiệm thực tế, góp phần cung cấp cho người dân, học sinh, sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nâng cao kỹ năng sống, phát huy khả năng sinh tồn trong những tình huống khẩn cấp. Cụ thể, trung tâm sẽ đón tiếp người dân và khách tham quan trải nghiệm với 3 nội dung chính bao gồm: khu vực tuyên truyền giới thiệu, khu vực trải nghiệm mô hình thực tế ảo, khu vực trải nghiệm thực hành ngoài trời. Trong đó, tại khu vực trải nghiệm tuyên truyền giới thiệu, khách tham quan sẽ được cán bộ tuyên truyền giới thiệu và xem các video clip tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa sự cố, tai nạn, thương tích, biện pháp thoát nạn, cứu hộ, giới thiệu sơ đồ bố trí các khu vực trải nghiệm thực hành tại PC07. Tại khu vực trải nghiệm mô hình thực tế ảo, khách tham quan sẽ được cán bộ PC07 hoặc chuyên gia Hiệp hội Giáo dục An toàn Hàn Quốc hướng dẫn trải nghiệm, thực hành các nội dung thực tế ảo, gồm hồi sức tim phổi, CPR, sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy, trải nghiệm an toàn sử dụng điện, sơ cấp cứu người bị nạn, công nghệ thực tế ảo. Đối với khu trải nghiệm thực hành ngoài trời, người dân khách tham quan sẽ được tham gia huấn luyện thực tế tại mô hình FireLash, mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, trải nghiệm thoát nạn bằng niệm hơi, thoát nạn bằng máy leo dây, di chuyển thoát nạn trong môi trường nhiều khói, thực hành kỹ năng sơ cấp cứu người bị nạn, thực hành di chuyển người bị nạn, thực hành các mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ thực tế ảo. Đặc biệt, khách tham quan còn có cơ hội trải nghiệm hoạt động bơi lội, trải nghiệm cứu nạn cứu hộ trong môi trường nước. Đầu tiên là mình phải nút chốt, rồi mình cầm vào cái vòi và điều chỉnh hướng, rồi mình bóp. Thì con cảm thấy là đầu tiên lúc đầu thì nó sẽ hơi cứng, nhưng con cũng làm được. Con cảm thấy rất thích vì được giống như đóng vai vào những chú lính cứu hỏa để giúp mọi người. Con rất khâm phục các chú cảnh sát khi đã nhanh tới những hiện trường vụ cháy để cứu mọi người. Con mong là thành phố sẽ không xảy ra những vụ cháy để cho các chú phải mệt mỏi làm việc nữa. Mô hình này do công an thành phố PC07 tổ chức này vô cùng thiết thực đối với các em học sinh. Đây là giúp cho các em mà có được cái kỹ năng mà đối phó với các hiểm nguy khi mà có các cái sự cố xảy ra. Chúng tôi về, chúng tôi sẽ nhân rộng cái và tuyên truyền ra để các em được hướng dẫn, các em được trải nghiệm về cái chương trình này và cái mô hình này. Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Công an thành phố đã tham mưu tổ chức xây dựng cái trung tâm huấn luyện cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhằm mục đích là tuyên truyền hướng dẫn những cái kiến thức cũng như là những cái kỹ năng, những cái xử lý các cái tình huống cháy nổ và thoát nạn thực tế áp dụng vào trong cái công tác phòng cháy chữa cháy để thực hiện được tốt công tác phòng cháy chữa cháy, giảm thiểu đến mức thấp nhất về cái việc khi xảy ra cháy nổ thì xử lý nhanh chóng kịp thời và thoát nạn đảm bảo an toàn. Hiện Trung tâm Giáo dục Cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang hoạt động thí điểm trong thời gian 6 tháng. Người dân, khách tham quan, đơn vị có thể đăng ký tham gia trải nghiệm hoàn toàn miễn phí bằng nhiều hình thức, nhanh chóng và tạo sự thuận tiện nhất. Trong thời gian tới, ngoài trụ sở PC07, khách tham quan có thể tham dự hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trụ sở đơn vị phòng cháy chữa cháy 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức.